Mark Hamill mùa giải 20 tòa ti bổ sung, vị trí CB là 95. Mức lương 19, chiều cao 1m91, cân nặng 94 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 3 và phải 5. Có 3 sao kỹ thuật. Chỉ số vận gốc, chuyền dài, kiến tạo và đánh đầu mạnh. Ở vị trí CB thì Hamel nổi bật nhất ở khả năng đánh đầu. Ngoài ra các chỉ số như sức mạnh, tốc độ, sức bật nhảy, khả năng xoạc bóng, giữ bóng kèm người, lấy bóng chuyền ngắn, cắt bóng, phản ứng và quyết đoán đều tốt. Khả năng giữ thăng bằng 91, khéo léo 83, thể lực 83, sức bình tĩnh là 796. Vậy đây là một mẫu trung vệ khá toàn diện. Khi để Hamel ở vị trí CB trung vệ thì các bạn cũng để chuyến thật đơn. Công 1 thủ 3 giữ vị trí đánh chặn bị động. Hummel đã cùng với Đức, đội tuyển Đức vô địch Euro, vô địch World Cup, cùng với câu lạc bộ Bayern Munich giành được rất nhiều đĩa bạc Bundesliga. Vậy là ở cấp độ câu lạc bộ thì ngoài chức vô địch Bundesliga thì Hummel cùng với Bayern Munich đã đoạt danh hiệu Champions League, cúp C1 châu Âu. Có thể nói trong 10 năm trở lại đây thì Mark Hamel luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung vệ của đội tuyển quốc gia Đức. Trải qua rất nhiều thăng trầm cùng thời gian thì Hamel vẫn luôn là sự lựa chọn lý tưởng của các huấn luyện viên. Tuy nhiên dấu hiệu tuổi tác đang khiến Mark Hamel dần đánh mất đi sự xuất sắc của mình. Tuy nhiên để nói về Mark Hamel ở thời kỳ đỉnh cao thì anh thật sự là một trung vệ rất tuyệt vời. Nhờ sở hữu một thể hình, tốc độ cũng như nguồn sức mạnh và kỹ năng phòng ngự xuất sắc. Ngoài ra, Mark Hamel cũng có khả năng chuyền ngắn, chuyền dài và tham gia vào những tình huống tấn công cùng đồng đội ở Bayern Munich hoặc đội tuyển quốc gia Đức. Hamel là một mẫu hậu vệ box to box, tức là anh có xu hướng thi đấu chắc chắn và sẵn sàng đối đầu giáp lá cà với bất kỳ một tiền đạo tô cao nào bên phía đội bạn. Sự nghiệp thi đấu của Mark Hamel thật sự là một sự nghiệp thi đấu huy hoàng, khi mà rất hiếm những trung vệ có cả danh hiệu ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, đó là những chức vô địch Euro, chức vô địch World Cup, chức vô địch Champions League. Thời gian đã lấy đi tốc độ của Mark Hamel, tuy nhiên sự chắc chắn của anh thì nó là đẳng cấp và nó còn mãi mãi. Mùa giải 20 tòa ti bổ sung là mùa giải cực kỳ chất lượng của Mark Hamel. Trước đó thì anh có những mùa giải như TT, Hot,
Tôi nhìn không một mùa giải nào có thể sánh được với mùa giải 20 Totti bổ sung này, khi mà mọi kỹ năng của McCamell đều phản ánh đúng sự xuất sắc của trung vệ này. Và đối với những huấn luyện viên hoài cổ thuộc về tem cuối 8x hoặc đầu 9x thì các bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh Hamel trong thành phần tuyển của mình. Khi mà ở thời kỳ đỉnh cao của anh gắn liền với tựa game Far Cry 2 vậy, Far Cry 3. Đấy là những tựa game gắn liền với tuổi thơ của các huấn luyện viên thuộc thế hệ 9X. Và mùa giải 20 Totti bổ sung này thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với những fan của câu lạc bộ cùm xám Bayern Munich và tem đội tuyển quốc gia Đức, thì chúng ta có một sự lựa chọn ở vị trí hậu vệ, trung vệ, đó là Mark Hummer. Kỹ năng xọc bóng, cắt bóng và lấy bóng của Hamel luôn là đỉnh cao. Và mặc dù năm nay đã bước sang độ tuổi 32, 33 rồi, nhưng Hamel vẫn là một trụ cột ở hàng phòng ngự của hùm xám Bayern Munich. Và nếu các bạn còn có xem trận đấu vừa rồi với câu lạc bộ Chelsea thì chúng ta đã thấy hùm xám xứ Paravia quật ngã Chelsea như thế nào. Một chiến thắng tưng bừng ngay trên sân nhà Stamford Bridge của Chelsea. Và việc Bayern Munich không bị thủng lưới trước hàng tấn công Chelsea chính là nhờ công lớn của Mark Hamel, khi người cận vệ già này vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình mỗi khi anh được huấn luyện viên trao cơ hội ra sân. Có thể nói trong thập kỷ trở lại đây thì Mark Hamel là trung vệ số 1 của đội tuyển quốc gia Đức. Anh luôn là thủ lĩnh đóng vai trò tinh thần rất lớn với thế hệ đàn em như những Thomas Muller hay Mario Götze, Toni Kroos, Mesut Özil. Các bạn, sức mạnh của Hamel là rất tuyệt vời. Một khi Hamel đã đứng trụ và giữ bóng thì rất khó để có thể cướp bóng được từ chân của anh. Và một khi những tiền đạo nhanh nhẹn hay giàu sức mạnh xô vai với Hamel thì đều phải cúi đầu. Ở vị trí trung vệ thì Hamel là một cầu thủ thi đấu tương đối thụ động. Anh ít di chuyển lên cao, bởi vì tốc độ là một điểm trừ của trung vệ này. Mặc dù anh không chậm, có thể nói là có một tốc độ tốt so với các trung vệ. Tuy nhiên với một thể hình đồ sộ như vậy thì Mark Hamel luôn phải giữ vị trí để bảo đảm khả năng phòng ngự. Tuy nhiên ở những tình huống tranh cướp bóng và phòng ngự thì Hamel thi đấu cực kỳ song sáo và nỗ lực. Anh sẵn sàng làm tất cả để có thể cản cản phá tình huống tấn công của tiền đạo đội bạn. Kỹ năng phối hợp đồng đội và tham gia những tình huống tấn công của Hamel cũng rất tốt. Vừa rồi là một pha lên bóng của Hamel và anh đã có những đường chuyền để tham gia một tình huống ghi bàn của đội. Trước khi gia nhập hùm xám xứ Paravia Bayern Munich thì Hamel đã có những năm tháng chinh chiến
Borussia Dortmund. Có thể nói Hummel cùng với Götze là hai cầu thủ, và sau này là Lewandowski, là ba cầu thủ đã chuyển từ Borussia Dortmund sang Bayern Munich và giúp Bayern Munich đoạt được những danh hiệu cao quý trong suốt khoảng thời gian bộ ba này thi đấu cho Hùm Xám. Và trong đó Hummel có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở hàng phòng ngự. Những mùa trước đây thì Hummel không đáp ứng được kỳ vọng của các huấn luyện viên. Vì vậy mà có rất ít huấn luyện viên sử dụng Mark Hummel trong thành phần đội hình của mình. Tuy nhiên ở như mùa giải 20 Totti bổ sung này thì Hummel thật sự là một sự lựa chọn chất lượng, xứng đáng với đồng tiền bát gạo các bạn bỏ ra. Tất nhiên là hiện tại thì với việc xả hàng một loạt các Totti thì mức giá của Totti và Totti bổ sung là đang xuống ở mức min nhất. Các bạn hãy sắm những cầu thủ này về đội hình của mình. Với sau những sự kiện xả hàng thì giá của các cầu thủ Totti sẽ tăng lên rất nhanh. Và để chấm cho Mark Hamel ở vị trí CB trung vệ, ta hoàn toàn thể chấm mức điểm là 9 trên 10. Điểm yếu của Hamel có lẽ là việc anh không quá nhanh nhẹn. Còn mọi kỹ năng phòng ngự đều xuất sắc.